Hello, xin chào mọi người. Ta chính là hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại và vĩ đại đây. Bây giờ thì ta quyết định là hôm nay sẽ chơi một tựa game bắn súng. Mặc dù tuy là nó cũng không phải là game gì quá mới, nhưng mà đây vẫn là một con game rất chi là hay và ta muốn chơi lại. Đó là con game bắn súng Gears of War. Đây là một trong những con game mà nói chung là nó gắn liền với tuổi thơ của ta. Hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại vĩ đại. Nói chung thì thời đại nào thì nó cũng có những cái game gọi là game mới hết mọi người. Chúng ta sẽ không bao giờ gọi là có đủ thời gian và công sức cũng như là tiền bạc để mà gọi là có thể chơi được hết tất cả các cái tựa game đâu mọi người ạ. Chúng ta chỉ có thể gọi là chơi được những cái game mà mình đam mê và yêu thích mà thôi. Và ta quyết định là chọn con game này để chơi. Đó chính là con game Gears of War. Thì lần trước ta cũng đã từng có chơi đó. Đó là ta đã từng chơi con game này vào cái ngày 16 tháng 11 năm 2019. Tức là cũng cách đây khoảng chừng 3 năm rồi. Nhưng mà ta chưa có phá đảo nó. Giờ ta quyết định là ta sẽ chơi lại. Và ta sẽ gọi là coi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái độ khó normal thôi mọi người ạ. Chơi cho vui mà. It began, as always, with the desire for power. The need to conquer, the hunger to consume. Inevitably, this led to conflict. Humanity fought an endless battle against itself, until it was forced to unite against a power far greater than it had ever known. But even united, humanity left only destruction in its wake. Despite their best efforts at survival, the humans of Sierra continued to march blindly to their imminent doom, unaware that their misguided attempts at retaliation were only leading them ever closer to extinction. Đã quá, game ngày xưa cốt truyện phải nói là nó dẫn dắt rất là hay mọi người. Chỉ có một cái gọi là cái khuyết điểm duy nhất của những con game cũ thôi. Đó là về cái mặt đồ họa thôi, chứ còn về lối chơi thì so với những cái game mới bây giờ nó cũng chả khác gì ngày xưa là mấy. Ta thì đã qua quá quen với lại những cái con game đẹp về mặt đồ họa rồi. Bây giờ ta chỉ thích những con game nó hay về cốt truyện và đồ họa thôi. À không, lộn lộn lộn. Cốt truyện và lối chơi của nó thôi. Chứ còn đồ họa thì gọi là không còn quá quan trọng đối với ta này. Đồ họa thì có thể đẹp tân tiến theo thời gian, nhưng mà về cái lối chơi game thì nó vẫn mãi mãi là vĩnh cửu. Bởi vì sao? Chúng ta chơi game là để tận hưởng cái lối chơi mà. Chứ còn nếu mọi người muốn một cái thứ gì đó đồ họa đẹp á, ta khuyên mọi người là nên đi xem phim quá đi cho nó nhanh. Phim là lúc nào đồ họa nó cũng đẹp hết đấy. Chứ còn game thì chúng ta chỉ cần ở một cái mức đồ họa gọi là tạm chấp nhận được là được. Đối với ta là vậy. Chứ còn game cũng không cần phải quá chân thật như ngoài đời đâu. Wow. Đã thật. Cái cảm giác mà được chơi những cái con game ngày xưa như thế này nó làm ta cảm thấy rất là phê. Okay, I'm heading to the hospital now. I need to check on that lead. Thanks, Anya. Good luck, all right? Sergeant Phoenix! Are you Sergeant Phoenix? Delta Squad? Phải ngài là
Marcus Phoenix của đội Delta không? Tôi đang trong quá trình huấn luyện mới gì đó. Đây chắc là một 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 tân binh. Sao vì chúng ta có cần phải huấn luyện hay là không? Thôi kệ, lâu rồi chúng ta không chơi, chúng ta cũng nên tập lại tí ha. Yeah, lucky me. Go easy on the kid, okay? Đây sẽ là một tân binh sẽ đi theo Marcus Phoenix. Reporting for duty, sir. Drop the sir shit, kid. We're not that polite out here. Thôi khỏi gọi tao sếp đi, không cần phải lịch sự như vậy đâu. Oh yeah, welcome to Delta. Chào mừng nhóc tới với lại đội biệt đội Delta. Haha, được được được. It's an honor to serve with you, sir. I hear that. Thật là một vinh dự được được gọi là sát cánh bên ngài. Và cái thanh niên tân binh này sẽ đi theo chúng ta. Đã quá. Có vẻ là ta sẽ phải chỉnh lại tay cầm cho nó lia nhanh hơn chút. Holy. Oh, right. Full of holes. Got it. First things first, Rook. Stay focused on your mission. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mày. Before the bullets fly. Sao đây? Hiển thị cái Mine says teach the rook the golden rule. Đây là chúng ta có thể xem được đồng đội chúng ta đang ở đâu. Not out here, kid. Golden rule of the gears is take cover or die. Mày phải nhớ là phải nhớ là mày phải núp hoặc là chết đấy nhá. Tức là trong cái tựa game này chúng ta sẽ phải bắn và núp vào các cái chướng ngại vật. Một cái cơ chế thì nói chung là nó cũng không còn cái gì gọi là quá là mới lạ đối với các cái tựa game hiện nay nữa. Nhưng mà ngày xưa thì những cái con game mà thuộc cái thể loại mà bắn và núp như thế này thì cũng khá là ít. Chỉ có vài ba con game như là GTA hoặc là Gear of War này thôi mọi người ạ. Cái game bây giờ thì đầy rẫy rồi. Nhưng mà đây là một trong những con game nó định hình lại cái cơ chế gọi là bắn núp đó mọi người. Thật đấy chứ. Ngày xưa thì chỉ có GTA này, Mafia này, là những con game mà nó có cái cơ chế bắn núp là thịnh hành nhất thôi. Sau này còn có cả thêm Red Dead Redemption rồi. Cái gì đây? Ôi. Nice one. I'll call that and raise you five. Thì bây giờ chúng ta nói, nó nói là để mà bắn vào chúng ta sẽ tập bắn á mà. Right trigger. À, cái này gọi là bắn bắn không cần nhắm á. You could hit those in your sleep with the rifle. Come on, use your pistol, man. Chúng ta có thể đổi vũ khí rồi nè. Tay cầm Xbox thì nó cũng hơi khó điều kiện một tí, nhưng mà dù sao vẫn dễ hơn cái tay cầm của PlayStation. Could be some more killer bottles up ahead. Giờ sao? Nạp đạn. Nạp đạn thì chúng ta có thể nạp đạn nhanh hoặc nạp đạn chậm. Ok, rồi chúng ta sẽ làm quen lại với cơ chế và đây, cái này gọi là nạp đạn nhanh nè. Nhưng mà nói chung là nếu mà chúng ta nạp đạn nhanh mà chúng ta nạp không cẩn thận, chúng ta rất dễ bị kẹt đạn. Probably just a stray dog. No, no, it was bigger than that. It looked like a weird monkey dog thing. Wretch, shoot it. Oh man. Hey, that's it. That's the monkey dog thing I saw. You hit him? Don't think so. Looks like he got away. You ever seen that before? Yeah, but they usually travel in packs. All right, stay alert and use cover. The other ones are probably around here somewhere. Ngày xưa thì những cái con game như là Gear of War này á, nice metal, Rook. Thì nó là độc quyền cho hệ máy Xbox á mọi người. Chứ còn sau này thì cũng có một số bản nó cũng được port lên PC. Gì đây? Để mà mở cửa rồi. Đạp cửa nè các bạn à.
có lựu đạn này. I got a feeling we're gonna need them. Damn, someone needs to do an ammo sweep around here. Wretch! What'd you call that thing, a monkey dog? I got a special bone for it. Đi chứ, ta sẽ phải ném lựu đạn. Oh man, rồi. Đồng đội của chúng ta đã bị ngã rồi. Dom, want to get that checked out? Nah, just needs a few stitches. It can wait. Pull that shit again, Rook, and you're gonna get some unexpected chainsaw training. Let's get in there. Fire up your lancers, Delta. À, đây là cái cây súng laser rất chi là huyền thoại của cái tựa game Gears of War đây. Nó làm cho chúng ta có những cái pha cận chiến rất chi là đẫm máu và rất là đã mắt. Khi chơi Gears of War mà không có những cái cảnh gọi là đẫm máu và bạo lực của nó thì nó sẽ không có cái gì gọi là game này gọi là vui vẻ cả mọi người ạ. Tất nhiên là những cái tựa game như thế này thì nó không dành cho trẻ em rồi, nhưng mà với những người đã lớn trưởng thành thì phải công nhận là một cái gì đó rất chi là thú vị mọi người. Giống như mọi người tại sao lại thích chơi Grand Theft Auto và Mortal Kombat này? Tại vì nó có nhiều cái yếu tố máu me bạo lực. Thì tất nhiên là game bạo lực thì nó cũng có rất nhiều cái vấn đề xảy ra quanh nó, như tai tiếng, như là kiểu nhiều người họ cũng đổ lỗi cho game bạo lực là nó là nguyên nhân nó gia tăng cái tỷ lệ tội phạm, nhưng mà ta nói cái này là cũng không đúng, nó cũng chỉ ảnh hưởng một phần nào đó thôi, nhưng mà chủ yếu là do cái thằng mà nó chơi game đó thì nó đã bị tâm thần, nó bị khùng sẵn rồi nên nó mới thành tội phạm, nó mới đi giết người, nó đi tùm lum thôi. Chứ còn nếu mà một con người mà có ý thức bình thường thì có chơi game bạo lực bao nhiêu nữa thì họ vẫn có cái nhận thức của họ và họ sẽ không bao giờ họ phạm tội đâu, người hiểu không? Nên chúng ta cũng không thể nào mà đổ lỗi cho game bạo lực là nó làm gia tăng cái tỷ lệ tội phạm được. Cái gì đây? Yeah. Dạ, yeah, thanh niên này ngầu quá hả? Ty, good to see you. What are we looking at? Locust Street, follow me. Cái tụi Locust nó đang tấn công. Theo tôi nào. Sao? They just don't realize they've been sent on a suicide run. Maybe they're just desperate. What do you mean? Maybe the light mass bomb hit him harder than we thought. Or maybe something else is going down in the hollow. I don't know. Heads up, Delta. Some of these patients have rustler. Okay, take position along these windows. I take the far side. Okay, Delta, I'm back online. We have confirmed Locust presence in the hospital. I repeat, Locusts are in the hospital. Cái tụi Locust nó đang ở trong bệnh viện đó. Now we've got a power outage too. I'm on it. I'll keep you posted. Control out. Let's go. Right below us. We want to get as many of them in the courtyard as we can.
Most of those supplies are actually fuel tanks, Delta. Part of the ambush. Có cả những cái bình xăng đây nè. Tụi nó đấu nha. Tụi nó bên này. Lấy lựu đạn ra nè. Chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là lấy đổ. Wow. Dễ sợ. Control. Where's the power? Almost there, Delta. Got it. Door should be open now. Thanks, Control. Delta out. What'd you say this guy's got? Rust lung, emotion sickness. Cases have been popping up all over since the Lightmass bombing. It's a horrible way for a warrior to die. Contagious? They say it's not, but I'd keep my distance. Ngày xưa người ta gọi là mua máy Xbox cũng một phần là vì những cái con game như là Gears of War này mọi người. Hãy ngừng bắn đi, có thường dân ở trong cái tòa nhà này. Đông thế nha. Đây. Phải có những cái màn cưa đẫm máu như vậy nó mới gọi là ghê sọc qua chứ hả? Yeah, baby. Nó rút vào trong tòa nhà rồi. River hả? Man. Con này có vẻ không dễ nhai đâu nha. Yeah.
dứt điểm đó nè. Control here, Delta. Locusts are outside of the hospital, taking position in the streets, requesting assistance. Roger, Control, we're on it. This is Centaur 2-3, establishing position outside of the hospital. Ok, tiến lên nào. I like the glow of locust blood in this light. I've got a sick mind. The hell are you doing here, Rook? Area I was guarding got too hot, Sergeant. These gears rounded me up to fight, sir. So why aren't you out there fighting? Reloading, sir. I still don't have that trick down. Better learn fast. Let's get out there, Delta. Grab some cover. We gotta dig in before we can get down there. Enemy reinforcement! Close.
Thằng Tân Binh, mày hãy đi với tao. Lên nào. Ôi, tụi nó tứ khiếp. Bà con ơi. Hay quá, nhìn đã quá đi ạ. Oh yeah. Rồi tụi Locust tụi nó đã rút chạy rồi. Chứ bây giờ thấy cái tụi Locust tụi nó chạy như vịt như vậy. You are pissed today. Damn right. I missed my family. I'll kill every one of these bastards. Chứ dạng nói chung thì Dom, đồng đội của Marcus từ phòng 1 đang cảm thấy rất chi là nóng lòng muốn tiêu diệt hết cái lũ Locust để quay trở về gặp gia đình. Control, this is Delta. Enemy threat eliminated. Over. Copy that, Delta. Everything okay on your end? Yeah, it was close, but I got out in time. What'd you find? I... Tell me, Anya. Don't bullshit me. The Jane Doe I mentioned? She fits the description, but... Well, looks like she was released a few days ago. We don't have any info after that. There's gotta be another lead or something, right? I'm sorry, Dom. That's it. I'm sorry. Damn it! Not again! I've lost her again! Ah! God damn it! Nói chung là Dom đã mất liên lạc với gia đình mình và mình đang cảm thấy rất là tức giận, mọi người. Delta out. Dom, you okay? Just... I'll catch up with you in a sec, Marcus. Right? Yeah. Whatever you need. Guys, let's go. Not again. Không phải như thế nữa chứ hả? Humans are no strangers to war. After all, we've been fighting for as long as we can remember. War is all we know. In the past, we fought for emulsion. We fought for country. We fought for freedom. But all that changed after E-Day. For 15 years, very survival. Sergeant,
Why not just drill down here? Jacinto's the one place they can't dig through, and land down's a perfect spot to hit them on their own turf. Heard there's a shitload of grubs there, Sergeant. More like 10 shitloads. We had hoped the light mass bombing would decimate the Locust Horde. But they survived. And have returned stronger than ever. They've brought with them a force that can sink entire cities. Even Jacinto, our last beacon of hope through all these dark days, is now at risk. Đây là hình ảnh của Dom và vợ đó mọi người ạ. Rất kỳ là tàn. Gears, what I ask of you now is not an easy thing, but it is necessary. If we are to survive, if we are to live long enough to see the seasons pass, our children grow, and experience a time of peace that we have never known, we must now take this fight to the Locust. We will go to where they live and where they breed, and we will destroy them. This is the day we take the battle to the heart of the enemy. This is the day that we correct the course of human history. This is the day we ensure our survival as a species. Soldiers of the Cog, my fellow Gears, go forth and bring back humanity! Welcome to the big sock, Sergeant Phoenix. You ready to hit the road? You know it. Well, let's go chunk some bullets at them grubs. Script. Well, you got no choice once you took the lifeboat assistance. Family got the groceries, but Daddy got conscripted. Life's a bitch like that. Delta Baird here. Apparently, I'm riding on Maryland. Yeah, see it, Lando. It's kill time, baby! Good hunting, guys. Control, this is Delta. We're aboard Rig 314 and are heading out now. Roger that, Delta. You're good to go. All right, settle in, Delta. We got a long ride to Lando. Âm nhạc của game Gears of War khá là hay. Ta thì vẫn thấy là cái bản phần 1, cái bản để lại cho ta rất nhiều cái ấn tượng với cái con game này. Súng phóng lựu tụi nó đã tấn công rồi. Ôi. This is
Ủa cái gì vậy? Hay quá. That was a little too close. Attention ground forces, the path towards land down is clear. We'll cover your back. 3-6 over. Copy that, 3-6. Take a look, see down there, Gears. Is Henny and the boys? Dizzy, you lucky sumbitch. I thought that mortars was gonna take you out. Not me, brother. I got a mission to ferry some gears. Nếu như mà những cái dòng game bắn súng mà nó không có một cái cốt truyện mà nó gọi là nó hay ho và có ý nghĩa về một cái lối chơi gì đó mà nó hoành tráng, cái tựa game bắn súng đó nói chung là nó rất là chán mọi người. Đó, phải có những cái chương trình nó mới hấp dẫn chứ, đúng không? Không biết là chúng ta đã tiêu diệt hết được cái tụi nó chưa nữa. Nhưng còn
Quá là tuyệt vời luôn. Something big went down here. Delta, control here. I'm detecting serious seismic activity beneath you. Grapplers! Thôi, chúng ta phải lấy súng máy bắn từ này chứ. Vãi chứa nó. Úi giời ơi. Súng máy bị nóng rồi mọi người ạ. What the hell? Hình như chúng ta đã thua rồi. Bây giờ ngồi chơi cái game này cũng không có tập trung lắm. Trời ơi, chúng ta phải chơi là từ một cái đoạn dài vậy đúng không?
coi như là chúng ta phải chơi lại thêm một cái đoạn khá là dài ấy. Ở chỗ kia mình phải làm cái gì ở chỗ cái cầu, nếu không nó rớt xuống. Gần tới chỗ cái cầu ấy nè. Chỗ này mình phải làm cái gì ấy nha. Dưới cái thằng tài xế. Rồi ok. Ngon lành cành đào. Nice work, Delta. Quá là bình thường luôn. Control, land downs in sight. Roger that. Determining launch coordinates now. Control out. Úi giời ơi, chiếc máy bay đã nổ tan xác rồi. Vãi chưởng. Don't slow down for anything, Dizzy. We gotta get through him, Delta.
Somebody get on the turret! Shoot the guns off that son of a bitch! Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Yeah baby. Mấy con gì nó chui xuống xe, nó làm xe nó nổ về nghe rồi. Ồ, thanh niên này vẫn còn sống. Và trên người vẫn còn lành lặn luôn. Tao đã nói là thằng này nó khó bị chết lắm mà. Đúng là một thanh niên cứng mọi người. Kiểu dạng từ trong vụ nổ ra như vậy mà không có một tí gì gọi là thương tích luôn. Quá dữ. Fate has thrown us together again, huh, Marcus? Looks that way. Welcome back to Delta Tai. Sorry about your squad. Everything happens for a reason. Xin lỗi về cái đội của mày nhé. Mọi thứ đều xảy ra đều có lý do nó, thôi bỏ đi, ý nó là vậy. Thanh niên Tai này quá là dữ dội. Chỉ có game mới có cái trường hợp mà ở trong một cái vụ nổ cái xe vậy mà. My rig? We hit some mines. Tickers, I think. The whole area is infested. Okay, Delta, head to the monument in the center of town. That's going to be your best place to drill. Wilco control. Delta out. You heard her, Dizzy. We'll walk you there. Ok, thôi ta xin kết thúc cái tập game này ở đây. Khi nào rảnh ta sẽ chơi tiếp con game này. Ok, hãy nhớ tới cái tên của ta, Hoàng đế nắm đầu trùm huyền thần là vĩ đại. Một ngôi sao của thế giới. Bye, yeah.